xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của VNTV ngày hôm nay và sự trở lại của ông Đỗ Như Định. Chào chú Định. Chào cô Vân Anh, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Tôi Đỗ Như Điện rất hân hạnh được trở lại chương trình trong buổi bình luận thời sự ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua, phải không chú Điện, chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump đã lên làm Tổng thống hơn một năm rồi, phải không ạ? Tháng 11 này là 2 năm. Và trong thời gian vừa qua thì ông đã làm được những gì và sự chống đối của người dân Hoa Kỳ đối với vị Tổng thống thứ 45 này đã đi đến đâu rồi? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe ông Đỗ Như Điện, là một người quan tâm rất là sát về tình hình thời sự của Hoa Kỳ, thế giới cũng như là Việt Nam, sẽ chia sẻ với chúng ta. Thưa chú Điện, tại sao cho đến ngày hôm nay gần 2 năm rồi mà chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, vẫn còn sự chống đối của người dân, thưa chú? Trước nhất thì cảm ơn cô Vân Anh đã đưa ra một câu hỏi mà có lẽ rất nhiều quý khán thính giả đã biết. Do đó phần chia sẻ của tôi có thể xin lỗi quý vị nào đã rành rồi thì thôi. Nhưng mà phải nhìn nhận thế này. Sự kiện ông Donald Trump thắng cử là một điều hết sức bất ngờ. Vì nó bất ngờ, do đó lúc ấy tất cả, hầu như tất cả những người theo dõi thời cuộc đều cho rằng là không thể nào mà ông ấy thắng được, bởi vì tất cả các cái survey đều cho thấy rằng đến 90% tin tưởng là ông Donald Trump sẽ thất bại và bà Hillary Clinton sẽ làm tổng thống. Do đó đến khi sự kiện nó xảy ra quá bất ngờ. Vì vậy mà những người ủng hộ bà Hillary trở nên buồn phiền, phẫn nộ. Và vì cái sự bất ngờ đó cho nên cũng là một trong những cái lý do đó, là sự cái chống lý đối do đầu tiên cái đó. Thì tóm lại là ngay cái ngày mà ông nhậm chức thôi thì đã có biểu tình chống đối, rồi ngày hôm sau nữa là hàng triệu người là phụ nữ xuống đường để chống đối và truyền thông tiếp tục chống đối. Do đó cái sự chống đối nó là như vậy, nó là nguyên do như vậy. Nhưng mà vậy thì sau một năm rưỡi tại sao vẫn có sự chống đối? Là thế này, tức là đã có cả một cái phong trào rồi không chấp nhận ông Tổng thống, ông Donald Trump làm Tổng thống. Vậy thì phải tìm cách loại, phải tìm cách nào đó để ông này, một là phải từ chức, hoặc là bị cách chức, hoặc là phải hoặc là ông phải rút lui đi, hai cách nào đó. Do đó tất cả những cái câu chuyện đó đều được đưa ra bàn luận. Và vì vậy truyền thông nó vẫn nóng cho tới ngày hôm nay. Vì đó mà chúng ta thấy, thứ nhất là tất cả những dự kiến, những chương trình kế hoạch của ông đưa ra thì người ta đều trên, đặc biệt trên các hệ thống truyền thông gọi là chống đó, thì đều người ta đưa cái mặt tiêu cực, người ta không nói tới mặt tích cực. Thế thì còn những người ủng hộ thì tất nhiên là người ta vẫn ủng hộ. Vì vậy mà cái sự chống đối nó vẫn có. Và trường đại học Harvard họ đã có một cái cuộc nghiên cứu, họ thấy rằng là những cơ quan truyền thông chống ông Trump đó, thì họ dành ra đến 93% các tiết mục cũng như thời lượng để mà tập trung vào cái việc mà chống đối ông Trump. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị theo truyền thông thì thấy suốt ngày là mở ra là thấy thôi, thấy những điều tiêu cực thôi. Nhưng mà vậy thì trong 14-15 tháng qua ông đã làm được gì? Thưa chú, trước khi mà chú đi vào cái chi tiết là trong 14 tháng vừa qua ông đã làm được gì, thì thưa quý vị, chúng ta cũng nghe nói rất là nhiều là có thể là ông sẽ bị truất phế, tiếng Mỹ gọi là impeach. Thì chú có thể cho Vân Anh được biết là impeach một người tổng thống, cái thể lệ nó có khó hay không? Và trong lịch sử của Hoa Kỳ đã có xảy ra chưa chú? Nó rất là khó. Dạ vâng. Nó rất là khó. Thứ nhất là cái đó nằm trong tay quốc hội. Muốn impeach tức là muốn đàn hạch đấy, để đưa đến việc mà ép ông ấy phải từ chức. Thì trong quá khứ duy nhất là Tổng thống Nixon. Nhưng mà nhớ rằng Tổng thống Nixon khi được quốc hội thông báo là chúng tôi sẽ impeach và chúng tôi không bênh ông nữa, thì ông Nixon resign, chứ không phải bị đưa ra rồi cách chức. Đấy. Thành ra trong lịch sử nó chưa có cái chuyện nào mà rõ ràng là bắt buộc phải từ chức cả. Thì đó là như vậy. Vậy thì muốn đàn hạch, muốn truất phế ông Tổng thống theo cái thủ tục đó, thì việc thứ nhất phải có Hạ viện.
chấp thuận. Hạ viện chấp thuận rồi phải đưa lên thượng viện. Thì cái nguyên cái thủ tục hạ viện đó, hiện tại bây giờ hạ viện nằm trong đảng, trong tay đảng Cộng hòa. Vậy thì không thể nào có được cái đa số. Và vì vậy bên phía những người dân chủ mới bằng mọi cách làm thế nào để giành lại cái đa số ở hạ viện trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ, tức là vào tháng 11 này. Mùng 8 tháng 11 này sẽ có cuộc bầu cử trên toàn quốc để chọn ra 435 dân biểu. Nếu Đảng Dân Chủ đạt được đa số thì cái cơ hội có thể là đàn hạch ông Trump thầy xảy ra. Và khi nếu hạ viện được quá bán rồi, chấp thuận rồi đưa lên thượng viện, thì thượng viện hiện tại cũng đang nằm trong tay Đảng Cộng Hòa. Do đó phải thắng được cả hai viện đã rồi mới nói đến chuyện đó. Nhưng mà nó có một cái miếng xương lại còn hóc nữa. Nếu ép được ông Donald Trump từ chức thì cái ông phó tổng thống sẽ lên theo. Mà ông phó tổng thống đấy lại còn bảo thủ hơn ông tổng thống. Rất là hay, đó là những chi tiết rất là thú vị mà ông Đỗ Duy Việt vừa mới chia sẻ với chúng ta. Là ông Mike Pence, thì nếu ông Trump lui đi mà ông Pence cứng rắn, mà ông Pence lại được lòng rất là nhiều phía, thì còn khó đàn hơn. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì ông Đỗ Duy Điện sẽ chia sẻ với chúng ta, trong suốt thời gian vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã làm được những gì? Tổng thống gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề bổ nhiệm nhân sự đã. Việc thứ nhất, ông là một thương gia, chưa phải là một chính trị gia, chưa có cái sự quen biết trong các hàng ngũ chính trị, các chính trị gia. Một thương gia nhảy vào thương trường nắm một cái chức vụ lớn nhất ở trên nước Mỹ, tổng thống. Vậy thì cả một cái dàn nhân sự khoảng độ 4.000 người là phải thay đổi. Thế thì những nhân sự quan trọng phải được Quốc hội chấp thuận, đặc biệt là Thượng viện chấp thuận. Nhưng mà khi mà tổng thống đưa một người nào thì những phía bên dân chủ tìm cách để kéo dài và làm khó. Do đó cho đến bây giờ ít nhất là còn khoảng độ 60 cái position mà ông Trump chưa có fill được. Chẳng những vậy, vì ông không trong hàng ngũ chính trị gia, do đó khi mà ông lên tranh cử đó thì người này giới thiệu ông thấy hay thì ông mời vào, người kia giới thiệu hay thì ông mời vào. Đến khi mời vào làm việc thì có thể nó không có ăn khớp với nhau, đường lối nó không có nhất thống. Do đó chúng ta thấy có một số nhân sự được thay đổi. Cho đến bây giờ thì có lẽ nó tạm ổn về cái mặt thượng tầng, nhưng mà cái trung tầng nó chưa ổn, nó chưa ổn. Do đó nó còn nhiều khó khăn, thì hy vọng ít nhất cũng phải là từ nay tới khoảng độ tháng 10, tháng 11 họa may các cái viên chức mà ngang đó mới thay đổi hoàn toàn, thì lúc đó cái guồng máy nó mới chạy đều. Thế thì trong thời gian vừa qua, cái mà có lẽ là người ta quan ngại nhiều nhất là nói tới vấn đề healthcare. Thì đó, cái thật sự ra cái healthcare đó, thì đó là một cái, theo cá nhân tôi, gia đình tôi cũng rất là theo dõi cái đó, và bà xã tôi cũng là mua cái Obamacare đấy. Nhưng mà thật sự cái đó nó vá víu và nó không có đáp ứng được cái nhu cầu. Bởi vì cái chuyện mà những người mua bảo hiểm đó, và đặc biệt là giới đi làm, giới đang làm ra tiền đấy, họ phải đóng thuế và họ phải đóng tiền để cái tiền của họ cover cho những người không đi làm mua cái bảo hiểm đó. Hai cái nó không cân bằng. Do đó nó phải lấy ngân sách quốc gia mà đập vào. Vì vậy mà cái công thức nó đã không ổn rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, cái đó càng ngày nó lại càng gia tăng, tức là từ 2010 thì dự tính rồi, từ 2014 đến bây giờ, 2014 đến bây giờ nó ra đấy, thì bên ngân sách nhà nước phải bù đắp nhiều quá. Do đó ông Trump quyết định là tìm cách chấm dứt, nhưng mà bây giờ không chấm dứt được thì nó sẽ đi từng bước, rồi nó cũng sẽ phải chấm dứt để có một cái chương trình healthcare khá hơn cho toàn quốc. Thì đó là cái là ông làm nhưng mà cũng không có hoàn thành. Cái thứ hai mà ông thành công tốt nhất là cái việc thay đổi luật thuế. Bởi vì cái điều này là cái điều để mà làm cho cái kinh tế phồn thịnh. Bởi vì trước đây đó, về cái thuế thương mại đó, thuế gọi là chung các thuế về ngành kinh doanh business, thì nước Mỹ tương đối là cao. 35-38%, nếu cô nhớ là cách đây mấy năm khi mình đi làm lương cao trên 100.000 là mình nghĩ
mình phải đóng 30, 35, 3 tới 39%. Dạ vâng. Bây giờ chỉ còn từ 21% trở xuống thôi. Vì vậy khi cái luật đó vừa ra thì những cái đại công ty họ rất là mừng, bởi vì họ giảm được mười mấy phần trăm thuế. Họ lấy cái đó họ tăng lương cho nhân viên, họ phát triển kỹ nghệ, do đó cái kinh tế Mỹ nó tương đối nó ổn định. Cái đó là cái thành công. Về mặt tối cao pháp viện hết sức là quan trọng, bởi vì ảnh hưởng tối cao pháp viện nó không phải là 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà nó có thể 3, 40 năm sau. Thí dụ như ông bổ nhiệm được một vị thẩm phán tối cao pháp viện bảo thủ, và nếu trong nay mai mà có chừng 2 vị nữa vì chết hay là vì retire, ông bổ nhiệm thêm, thì đa phần trong cái bảo thủ đó nó sẽ làm cho tất cả những cái luật lệ trong quá khứ nó sẽ thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như có thể người ta sẽ trở lại cái vấn đề cho phá thai. Thì đó là những cái vấn đề mà những người chống đối người ta hết sức là khó chịu. Vì vậy mà đó là cái việc ông làm được. Vấn đề, đó là vấn đề đối nội nha. Vấn đề đối nội còn rất nhiều vấn đề. Tôi lấy một thí dụ thôi. Là ông ấy đã rút bỏ vào khoảng 200 cái nghị định do các tổng thống, nhất là thời tổng thống Obama ký. Để cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành như sản xuất than, sản xuất khí đốt và các cái ngành khác được dễ dàng làm việc vì cái vấn đề ô nhiễm môi trường. Thế thì bây giờ ông ấy gỡ bỏ nó đi, thì cái EPA đó, tức là cái kiểm soát môi sinh đó, nó nhẹ hơn, và cái công việc mà sinh hoạt của cái ngành đó nó trở lại. Bởi vì chúng ta thấy nếu ai đã về những cái tỉnh, những cái tiểu bang miền Tây Bắc nước Mỹ, thì bao nhiêu những thành phố trước đây họ khai thác than, họ làm mỏ và những vấn đề nặng đó, quặng mỏ đó, coi như chết hết, những thành phố hoang tàn, bây giờ nó bắt đầu khôi phục. Thì đó là những cái mà ông có. Cái đó là chỉ là một số những cái tiêu biểu thôi phải không? Mà Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được trong suốt hơn một năm vừa qua khi ông làm Tổng thống. Và đó là tình hình quốc nội. Và bây giờ, tình hình đối ngoại, mình nghe rất là nhiều những câu, nước Mỹ bây giờ không còn là số 1 nữa. Khi mà đi ra nước ngoài thì bây giờ mình cảm thấy là mình không có kiêu hãnh giống như ngày xưa. Thì thưa chú, cái đó có đúng hay không? Hay là cũng là chỉ là sự chống đối? Dưới cái nhìn của tôi thì nó không đúng. Không đúng. Nước Mỹ vẫn là nước số 1 bây giờ. Chúng ta nhìn bằng vài cái sự kiện thôi nhé. Cái chỗ mà khó khăn nhất là Trung Đông. Bởi vì ông Trump lên là đụng độ với không phải là một nước, hai nước, mà những người Hồi giáo trong cái vấn đề chính sách nhập cư nhé. Thì cái đụng độ Hồi giáo tức là đụng độ tới vùng Trung Đông nhiều nhất. Nhưng mà nếu quý vị đã theo dõi cái buổi gặp gỡ tại Ả Rập Xê Arabia, hơn 50 lãnh tụ của khối Hồi giáo đến gặp, và trong cái buổi đó Tổng thống Donald Trump đã đọc một bài diễn văn dài 35 phút trình bày, và đã được đa số những nước theo Hồi giáo sẵn sàng hợp tác và làm việc với ông Trump. Đó là về cái chỗ khó nhất nha. Cái thứ hai là Âu Châu. Thì người ta thấy rằng là bây giờ Mỹ, Âu Châu là rất là dè dặt với Mỹ, tại vì ông Trump bây giờ rút lại, co cụm lại rồi, không còn tiếp sức với Âu Châu, bởi vì ông bảo là cái NATO bây giờ không còn cần thiết nữa, tức là cái khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương đó không còn cần thiết, bây giờ dẹp nó đi. Nhưng mà bây giờ thì nó lại khác hẳn, nếu không có Mỹ, xin lỗi, thì là Nga Xô nó làm phiền. Thành ra nói thì nói vậy, nhưng mà ngày hôm qua khi mà ông Trump ra lệnh để tấn công Syria đó, thì Mỹ, Pháp và Anh đó, đằng sau đó là cả cái khối ủng hộ Âu Châu, chứ không có thể nào được. Rõ ràng là Putin đang gây khó dễ cho cả khối Âu Châu, mà không có Mỹ là sợ được. Do đó cái điểm thứ hai ta thấy là nhu cầu, cái vị trí của Mỹ vẫn là vị trí số 1. Quay qua cái vùng lớn hơn nữa là Á Châu. Chúng ta theo dõi cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump đọc tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017. Ông ấy vạch ra một cái con đường cho tương lai, cho Á Châu, cho cả vùng. Và ông đã dùng cái chữ Indian Pacific, Ấn Độ, Thái Bình Dương.
Thì cái bây giờ người ta nói tới, chắc cô và quý thính giả thấy người ta nói tới gọi là tứ giá kim cương. Tứ giá kim cương là Ấn Độ, Hoa Kỳ, Úc Châu, Nhật Bản trở thành một cái vòng đai để mà khống chế sự bành trướng của Trung Cộng. Do đó chúng ta thấy rõ tất cả những cái biến động đó cho tới ngày hôm nay, rõ ràng Mỹ vẫn đóng một cái vai trò then chốt quan trọng nhất. Thứ nhất là nối kết các đồng minh lại với nhau. Thứ hai là chứng tỏ rằng vị trí của Mỹ vẫn là vị trí số 1. Không, ít nhất là 50 năm nữa theo tôi. Thưa cô. Thưa chú, một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chia tay trong chương trình ngày hôm nay. Có rất là nhiều những ý kiến cho rằng vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là một vị tổng thống rất là đặc biệt. Thì khi mà ông nói chuyện đó thì ông không có sợ gì hết, phải không chú? Thì một số người cho rằng vì cái thái độ rất là không sợ của ông đó cũng ảnh hưởng với cái tình hình đối ngoại của Hoa Kỳ, phải không chú? Cái thứ nhất đó, tổng thống Donald Trump là không giống ai. Là một vị tổng thống không giống ai. Nói bừa. Nhưng mà chúng ta thấy có một cái điểm chúng ta cũng phải để ý. Từ trước đến giờ tất cả các tổng thống đều rất sợ truyền thông, rất sợ các cơ quan truyền thông. Đặc biệt ông Trump là chẳng những không sợ và đương đầu. Vì vậy mà chúng ta chỉ thấy một cái này thôi. Lúc đầu thì người ta cứ bảo tại sao mà họp báo hàng ngày, có phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc mà tại sao cứ sáng sớm Tổng thống tweet. Đó là một cái chiến thuật mà không phải ông vô tình đâu. Ông ấy đi trên đầu truyền thông, ông ấy bắn ra những cái tin tức, thế là tất cả bu vào, tất cả. Và bây giờ nó trở thành cái thói quen, ngày nào mà chưa thấy. Có một số người còn nói là chắc là khi mà ông lên làm tổng thống thì ông sẽ stop, ông không có tweet nữa, nhưng mà ông vẫn tiếp tục, phải không chú? Tại vì người ta quấn ông ấy, thì bây giờ nếu chờ truyền thông mà bênh vực ông ấy thì phiền. Ai bênh bây giờ? Toàn thấy negative không ấy? Ok, bây giờ các anh bắn tôi bắn lên trước. Từ vậy, chính tôi. Vâng, đó. Thành ra đó là cái ông đương đầu trực tiếp với truyền thông. Và vì vậy, người ta theo cái tweet của ông ấy nó nhiều hơn những người mà người ta theo dõi. Bởi vậy cho nên ông không sợ truyền thông, phải không chứ? Tại vì cái tin tức, cái truyền thông từ ông nó quá mạnh rồi, phải vâng. không? Vâng, thành ra người ta phải theo dõi hôm nay ông tweet ra cái gì vậy? Bây giờ nó có cả một cái website để mà collect. Chú có nghĩ là đó cũng là một cái ý tưởng của một người làm thương mại từ lâu, không có cái kinh nghiệm như vậy, vâng, không chú? Vâng, phải kể là ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà từ khi ông lên làm tổng thống tới bây giờ thì bên cạnh ông có những cố vấn rất giỏi. Dạ vâng. Có những người phụ tá rất giỏi. Đó. Tất nhiên là chúng ta thấy có những người, thí dụ ông Rex Tillerson là một nhà kinh doanh về dầu lửa, thế giới ai cũng phải nể sợ. Nhưng mà đến khi làm việc với ông Trump thì vì cái chính sách mềm mỏng, trong khi ông Trump là phải cứng rắn, ông Trump là chủ trương thế này: sức mạnh đi trước, kinh tế thứ hai, sức mạnh để bảo vệ kinh tế, sức mạnh để phát triển nước Mỹ, đưa nước Mỹ lên hàng đầu. Đó. Vì nước Mỹ trước, American first, đó là cái chủ trương. Và bây giờ nếu quá mềm mỏng và bị lấn lướt, chỉ nói chuyện lấn lướt thì chúng ta thấy cái vấn đề đối ngoại cô nêu đặt ra đó. Thì cho tới ngày hôm nay đây, 3 tháng đầu của năm 2018, cái sự thâm thủng mậu dịch với Trung Cộng nó quá cao. Năm ngoái là hơn 300 tỷ nhá, tức là Mỹ nhập cảng ít mà nhập cảng quá nhiều hàng của Trung Cộng mà Trung Cộng nhập cảng quá ít hàng của Mỹ. Do đó cái tiền của Mỹ nó phải trả cho những món hàng đó chênh lệch đến hơn 300 tỷ. Vì thế trong suốt thời gian qua, mà cái đó ở đâu? Là vì Trung Cộng ăn cắp sản phẩm trí tuệ của Mỹ, ăn cắp sản phẩm trí tuệ của các nước Tây Phương, đem về dùng cái đó và lại làm ra sản phẩm bán lại cho nước Mỹ. Đó là mất quân bình, không được. Do đó ông Trump nói thẳng, bây giờ cái thời đó hết rồi. Đó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy có cái chuyện là đang thương thảo. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi xin nói quý vị, kể cả báo chí Mỹ cũng như là báo chí Việt Nam, cả mấy tuần nay cứ nói rằng ông Trump gây ra cái chuyện chiến tranh thương mại. Chưa hề bên nào bắn phát đạn nào cả. Mới là dàn trận thôi, với là võ miệng với nhau thôi. Chưa có. Và khi đưa ra như vậy thì các chuyên gia, các hai bên đang thương thảo đằng sau lưng ấy, chứ chưa thấy có gì hết.
Nhưng mà bây giờ rõ ràng bên Tàu phải xuống nước, phải thay đổi. Và nếu không thì thế nào kinh tế Mỹ? Tất nhiên giai đoạn đầu nó cũng có một số những cái xáo trộn, nhưng mà nó sẽ ổn. Bởi vì những cái điều đó là những cái điều cốt lõi làm cho nước Mỹ thiệt hại. Những năm trước đây đã làm cho nước Mỹ mất hàng mấy triệu công ăn việc làm. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị. Yeah.